Xin chào các em. Chúng ta tiếp tục chương trình luyện thi đại học theo chuyên đề. Chúng ta sang chuyên đề số 7, sản xuất truyền tải và sử dụng điện xoay chiều. Chúng ta bắt đầu với chủ đề 1 là sản xuất điện xoay chiều. Thế thì ở trong cái chủ đề 1 sản xuất điện xoay chiều, chúng ta cần nhớ cho thầy những cái kiến thức sau đây. Đầu tiên nói về nguyên tắc. Tạo ra dòng điện xoay chiều. Cái này thì ở cái phần chuyên đề 6 thầy đã nói rồi. Tức là người ta sẽ cho một cái khung dây gồm có N vòng dây tiết diện S quay đều với tốc độ góc omega trong một cái từ trường đều B. Và trong cái khung dây ấy sẽ xuất hiện xuất động cảm ứng vì nó xảy ra hiện tượng cảm ứng điện từ vì từ thông qua khung dây biến thiên. Như vậy, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều thì về cái hiện tượng đó là gì? Nó dựa trên hiện tượng nào? Hiện tượng là dựa trên cái hiện tượng cảm ứng điện từ. Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Và biểu thức của nó thì tính như thế nào? Thì các biểu thức chúng ta cần lưu ý ở đây. Các cái biểu thức định lượng. Đầu tiên ta nói đến cái vấn đề là từ thông. Thì cái từ thông mà đi qua cái khung dây gồm có N vòng dây mà mỗi vòng dây tiết diện là S. Thì người ta nhớ cái biểu thức của nó là phi nó sẽ bằng này. N này, B này, S này. Cos của góc xen giữa, giữa vector B, vector cảm ứng từ và vector pháp tuyến N của mặt S. Và như vậy, cái góc đó biến thiên theo thời gian omega t cộng với phi. Và chính vì sự biến thiên từ thông này, nó dẫn tới cái hệ quả đó là ở hai đầu của khung dây xuất hiện một cái xuất động cảm ứng. Xuất hiện động cảm ứng. Thì cái xuất động cảm ứng này liên quan gì đến phi? Thì nó bằng là trừ phi phẩy. Cốt đạo hàm thì bằng gì nhỉ? Bằng trừ sin, trừ của trừ, hết. Như vậy là omega n b S sin của omega t cộng với phi. Thế thì thường người ta thường đặt cái giá trị hàng số mà nhân với sin này này, omega nbs này là E0. E0 bằng omega nbs. Thì chúng ta hiểu cái này nó là cái gì nhỉ? Là giá trị cực đại của suất vận động. Do đó thì biểu thức suất động cảm ứng của mình nó sẽ là E0 sin của omega t cộng với lại phi. Thì đấy là cái nội dung đầu tiên, kiến thức cơ bản nhất chúng ta cần nhớ về cái nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Bây giờ nói đến vấn đề thứ hai, cụ thể hóa cái việc sản xuất điện xoay chiều ra. Thì người ta nói đến máy phát điện xoay chiều một pha hai nhỏ. Máy phát điện xoay chiều một pha. Đối với máy phát điện xoay chiều một pha thì nói về cấu tạo có hai cách đề cập. Nếu mà theo cách phân loại thứ nhất, tức là người ta dựa trên cái bản chất vật lý của nó, đó là cái hiện tượng mà tạo ra dòng điện xoay chiều thì dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Thì người ta phân loại ra thành như này là phần cảm. Tách cái máy phát điện xoay chiều thành phần cảm và phần ứng. Thế cụ thể hóa là phần cảm là phần gì? Thì ta làm rõ nhé. Phần cảm được quy ước là phần mà tạo ra từ trường. Phần cảm tức là phần tạo ra từ trường.
Thế còn phần ứng ở đây là phần như thế nào? À, phần mà xuất hiện cái dòng điện cảm ứng. À, xuất hiện dòng điện cảm ứng. À, thế đây là cách phân loại thứ nhất theo cái quan điểm đó là tách ra thành phần cảm và phần ứng. Còn có một cái quan điểm thứ hai, phân loại cái gọi là bộ phận của cái máy phát điện ra thành phần gọi là phần stator là phần tĩnh và phần rotor là phần quay. À, thì phân loại theo cách thứ hai nó lại có là stator, tức là phần tĩnh, còn rotor nó là phần quay. Thế thì vấn đề là máy phát điện xoay chiều một pha có cấu tạo cụ thể như thế nào? À, thì có thể vẽ mô phỏng một trường hợp như này. Ở đây phần tĩnh là các cái cặp nam châm NS đặt đối diện nhau. Ví dụ như thầy vẽ trên hình này, thì là stator nó gồm có hai cái cặp nam châm NS đặt đối diện. Và ở giữa này thì có một cái khung dây. Đây là khung dây. À đấy, ví dụ như ở đây là ví dụ trong hình vẽ này nhé. Thì stator của mình là gì? À, là phần cảm. Bởi vì là stator của mình là có tác dụng sao đây nhỉ? Tạo ra từ trường. Thế còn rotor là phần quay, chính là phần ứng, tức là ở đây nó sẽ làm sao nhỉ? Xuất hiện cái dòng điện cảm ứng. À, thế bây giờ thầy mô tả này, khi thằng này quay với cái tốc độ là omega, đây là tốc độ quay thực của cái rotor, thì người ta thấy rằng là ở trong cái khung dây này nó sẽ xuất hiện từ thông biến thiên, và chính nhờ từ thông biến thiên nó làm cho gây ra hiện tượng cảm ứng điện từ, và hai đầu khung dây đó có một cái xuất động cảm ứng. Nếu mà mình nối hai đầu khung dây với một cái mạch điện nào đó thì ta sẽ có được một cái dòng điện xoay chiều. Và có một cái công thức cần nhớ, đó là cái công thức về tần số mà cái dòng điện xoay chiều sinh ra do máy phát điện một pha. À, công thức tính tần số thì công thức như sau: F sẽ bằng là N nhân với lại P chia cho 60. N trên P chia 60. À, trong đó thì chú thích như này: F là tần số dòng điện sinh ra, tần số dòng điện xoay chiều. Và tần số dòng điện xoay chiều mà ở Việt Nam sử dụng, chúng ta có biết nó là bao nhiêu không nhỉ? À, đó là tần số 50 Hz. À, Việt Nam và một số nước sử dụng tần số 50 Hz. Và một nhóm các nước khác trên thế giới thì sử dụng cái tần số là 60 Hz. Như vậy là có hai cái tần số phổ biến là 50 và 60 trên thế giới. Thế thì ở đây tần số dòng điện xoay chiều là 50 Hz, đấy ở Việt Nam. N ở đây là cái gì? À, thì là số vòng quay của rotor. Nhưng mà trong là 1 phút, số vòng quay của rotor trong 1 phút. Còn P được hiểu là gì? À, là số cặp cực từ. Tức là ví dụ như trong hình vẽ này có hai cái cặp NS đặt đối diện nhau thì P sẽ bằng 2, số cặp cực từ. Và chúng ta lưu ý như thế này: trong cái máy phát điện xoay chiều một pha thì trong hình vẽ này thì thầy vẽ là stator là phần tĩnh, thì trong trường hợp trong hình vẽ này là phần tĩnh là phần cảm, tức là phần tĩnh ở đây là các cái cặp nam châm, phần rotor lại là phần ứng vì rotor của thầy là khung dây. Nhưng hoàn toàn chúng ta có thể làm ngược lại, tức là này, thầy cho cái nam châm nó nằm ở cái phần rotor, nam châm quay, còn khung dây thì thầy lại đặt gắn ở trên cái
mặt trong của cái hình trụ ấy, thì vẫn được. Như vậy nhớ là đối với máy phát điện xoay chiều một pha thì stator có thể là phần cảm, cũng có thể là phần tĩnh nhé. Hai cái loại máy phát điện ấy đều được. Thế thì cái điện xoay chiều một pha nó lại chỉ sử dụng ở trong các cái sinh hoạt hàng ngày thôi. Thế có cái điện mà chúng ta sử dụng với cái công suất rất là lớn, rất là cần thiết trong cái sản xuất công nghiệp, thì đó là dòng điện xoay chiều 3 pha. Vậy thì cái nguyên tắc mà hoạt động của máy phát điện xoay chiều 3 pha như nào? Chúng ta sẽ sang cái phần số 3. Chúng ta sang phần 3. Máy phát điện xoay chiều 3 pha. Thế thì đầu tiên, trước khi mà nói đến cái làm thế nào để mà phát ra được điện xoay chiều 3 pha thì chúng ta phải có cái định nghĩa thế nào là dòng điện xoay chiều 3 pha. Thế thì cái đầu tiên chúng ta ghi dòng điện xoay chiều 3 pha. Thì người ta định nghĩa như thế này. Dòng điện xoay chiều 3 pha là 3 hệ thống dòng điện xoay chiều 1 pha có cùng tần số này, cùng biên độ này, nhưng mà lệch pha nhau 2π/3. Như vậy dòng điện xoay chiều 3 pha, thầy nhắc lại này, là tập hợp 3 dòng điện xoay chiều 1 pha có cùng tần số, cùng biên độ, nhưng lệch pha nhau một góc 2π/3. Vậy thầy có thể nói là dòng điện xoay chiều 3 pha là một tập hợp của 3 dòng điện xoay chiều 1 pha I1 bằng I0 cốt của omega t, I2 bằng I0 cốt của omega t cộng với 2π/3. Đấy nha. Như vậy ta thấy I2 cùng tần số, cùng biên độ với I1 rồi. Thế còn I3 cùng tần số, cùng biên độ nhưng lệch pha tiếp 2π/3 nữa. Vậy omega t trừ đi 2π/3. Thì đây là một hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha. Thì cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau 2π/3, ta gọi là dòng điện xoay chiều 3 pha. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để mà tạo ra được cái dòng điện xoay chiều 3 pha này. Thì cái đấy chính là máy phát điện xoay chiều. Thế thì thầy nói về cấu tạo. Thì máy phát điện xoay chiều 3 pha được cấu tạo như sau. Cái stator của nó gồm có 3 cuộn dây. Cuộn dây số 1. Cuộn dây số 2. Và cuộn dây số 3. Ba cuộn dây này giống hệt nhau nhưng mà đặt lệch nhau một góc là 2π/3. Thế còn rotor của nó là cái gì? Rotor của cái động cơ của cái máy phát điện xoay chiều 3 pha này chính là một cái nam châm. Tùy theo cái công suất của cái máy phát điện này mà cái rotor này có thể là một cái nam châm vĩnh cửu hoặc là một nam châm điện. Đối với lại máy phát điện công suất nhỏ, người ta dùng nam châm vĩnh cửu. Còn máy phát điện công suất lớn, người ta dùng nam châm điện. Thế thì cấu tạo có thể chia ra làm hai phần như thế này. Stator đó là gì? Ba cuộn dây giống hệt nhau đặt lệch nhau, ba cuộn dây giống hệt nhau đặt lệch nhau bao nhiêu độ nào? 2π/3. Đấy là tính theo radian, còn nếu tính theo độ thì là 120 độ. Thế còn rotor là gì? Rotor là một nam châm
vĩnh cửu hoặc nam châm điện. Rotor là một nam châm vĩnh cửu hoặc là nam châm điện. Thế thì nguyên tắc hoạt động như thế nào? Khi rotor quay thì sao nhỉ? Cái vector cảm ứng từ nó sẽ quay. Và quay thì nó sẽ quét qua cả cuộn dây 1, cả cuộn dây 2 và cả cuộn dây 3. Thế nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng từ thông qua cuộn dây 1, từ thông qua cuộn dây 2 và từ thông qua cuộn dây 3 đều biến thiên. Nhưng mà biến thiên cũng lệch pha nhau 2π/3. Do đó thì trong ba cuộn dây này lại giống hệt nhau, xuất hiện ba cái xuất động cảm ứng cũng lại lệch pha nhau 2π/3. Rồi nối sang mạch ngoài mà là ba cái điện trở giống nhau chẳng hạn, chúng ta sẽ thu được ba cái cường độ dòng điện xoay chiều mà cùng tần số, cùng biên độ và độ lệch pha là 2π/3. Như vậy chúng ta đã thu được cái dòng điện xoay chiều 3 pha. Thường thì người ta khai thác mình cái gì? Người ta thường hỏi này, cái vector cảm ứng từ qua cuộn dây 1, qua cuộn dây 2 và cuộn dây 3 biến thiên như nào so với nhau? Vậy thì thầy có thể viết ở đây là biểu thức của vector cảm ứng từ qua ba cuộn dây. Biểu thức vector cảm ứng từ qua ba cuộn dây. Thì B1 nó sẽ bằng là B0 cos omega t. B2 B0 cos omega t cộng với 2π/3. Và B3 sẽ bằng là B0 cos của omega t trừ 2π/3. Thế thì đối với máy phát điện xoay chiều 3 pha thì người ta có thể hỏi về cái dòng điện, cũng có thể hỏi về cái cảm ứng từ. Thì chúng ta ghi cái chú ý thầy. Tức là này, nếu I1 mà bằng I0, tức là bằng giá trị cực đại, hoặc là B1 mà bằng B0, thì người ta hỏi là lúc ấy I2 và I3 bằng bao nhiêu. Cái này người ta hỏi B2 và B3 bằng bao nhiêu. Thì chúng ta cách giải như sau. I1 bằng I0 cos omega t mà bằng I0, chứng tỏ cos omega t bằng mấy? Bằng 1. Đơn giản nhất chúng ta chọn cho thầy là cái góc omega t bằng 0. Thế thì chuyển xuống dưới, I2 sẽ là gì? I0 cos của 0 cộng 2π/3. Như vậy cos 2π/3. I3 I0 cos của 0 trừ 2π/3. Như vậy là cos của trừ 2π/3. Mà chúng ta biết cos của hai góc đối nhau thì bằng nhau. Cos 2π/3 và cos trừ 2π/3 là giống nhau, đều bằng âm 1/2. Do đó ở đây I2 bằng với I3 và nó sẽ bằng gì? Trừ I0/2. Tương tự như thế, B2 sẽ bằng B3 và bằng là trừ B0/2. Thì đấy là hai cái bài toán mà người ta hay khai thác ở trong cái phần mà dòng điện xoay chiều 3 pha cũng như là máy phát điện xoay chiều 3 pha, thì chúng ta cần lưu ý để trả lời. Chúng ta đi vào phần vận dụng cho cái phần sản xuất điện xoay chiều. Bài đầu tiên. Một máy phát điện nhỏ có phần ứng là một cuộn dây gồm có N bằng 1.000 vòng, diện tích mỗi vòng S bằng 50 cm². Cho biết là cuộn dây quay quanh trục với tần số 50 vòng trên dây. Trục quay vuông góc với các cái đường cảm ứng từ của một cái đường sức của một cái từ trường đều có cảm ứng từ B bằng 0,1 Tesla. Máy được nối với mạch ngoài là một cuộn dây có điện trở hoạt động R bằng 120 ohm, độ tự cảm L bằng 0,159 henry, bỏ qua điện trở và cảm kháng của máy. Yêu cầu của câu A, hãy tính suất điện động của máy, suất điện động hiệu dụng của máy. Thế thì thầy có thể tóm tắt như sau.
N bằng 1.000 vòng S 50 cm vuông. Chúng ta thấy ngay là 50 cm vuông không phải đơn vị đo của diện tích trong hệ SI. À, mà đơn vị đo diện tích trong SI phải là gì nhỉ? Mét vuông. À, vậy thì ta phải đổi ra nhé. 50 nhân với 10 mũ trừ 4 à, thì thầy có thể viết thành 5 nhân 10 mũ trừ 3 mét vuông. Tiếp tục. À, tốc độ quay là 50 vòng trên giây. À, thì thầy có thể ký hiệu là gì? Tốc độ góc của cái rotor à, chính bằng gì? 50 vòng trên giây, mỗi vòng là 2 pi. À, vậy chính là 100 pi radian trên giây. Cảm ứng từ B đã cho là 0,1 Tesla. Điện trở trong R bằng 120 ohm và hệ số tự cảm L của cái cuộn dây ấy là 0,159 Henry. Yêu cầu của câu A, hãy tính suất điện động hiệu dụng xem là bằng bao nhiêu. À, thế thì chúng ta đã biết cái công thức liên hệ giữa cái suất động cảm ứng NBS và Omega rồi. À, vậy thì thầy áp dụng công thức. Đó là gì nhỉ? Suất động hiệu dụng sẽ tính thế nào theo suất động cực đại? À, sẽ chính bằng là E0 mà chia cho căn 2. Vậy ta thay số vào bằng Omega nhân N nhân B nhân S chia cho căn 2. À, thay số vào thì chúng ta thu được này, E nó sẽ bằng Omega thì thay 100 pi nhân với lại N là 1.000. Vậy có thể viết là 10 mũ 3 nhân với B ở đây là 0,1 nhân với S ở đây là 5 nhân 10 mũ trừ 3 mà chia cho căn 2. Bấm máy tính chúng ta thu được là E xấp xỉ bằng 111 V. À, như vậy câu A của chúng ta đã được giải quyết. Yêu cầu tiếp theo của câu B, tính cường độ dòng điện trong mạch Y bằng bao nhiêu? À, thế thì như cái kiến thức mà ở cái phần chuyên đề 6 về mạch điện xoay chiều RLC chúng ta đã học là định luật ôm cho toàn mạch, ta có là Y sẽ bằng gì nhỉ? Hiệu ứng thế U chia cho tổng trở Z của mạch. Mà ở đây mạch của mình gồm có cuộn dây, có điện trở thuần ở bên trong và độ tự cảm của nó. À, vậy thì cái Z này bằng gì? À, Z này sẽ bằng căn của R bình cộng với ZL bình. À, thế mà ZL thì lại chính bằng L nhân với lại Omega. À, thế thì chúng ta lấy cái này nhân này thì 100 mà nhân với 0,159 thì khoảng 50. À, thế thì ta thấy ở đây để thay số vào, đây R cho 120 rồi. À, cái U này lại chính bằng là E. Đấy, U chính bằng E. Vậy nó bằng 111 mà trên căn của bao nhiêu nào? À, căn của là 120 bình cộng với ZL bằng Omega nhân L chính bằng là, ở đây thầy có thể rút ra ZL trên này đi, bằng Omega nhân với L, 100 pi nhân với 0,159, 50 ohm. Thì đây, 50 bình. Và thay số ra thì chúng ta sẽ thu được cái Y này. À, nó sẽ xấp xỉ bằng 0,85 ampere. À, như vậy cái bài đầu tiên mà liên quan đến máy phát điện xoay chiều thì nó mới dừng lại ở cái phần gọi là nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều thôi, đúng không? Như vậy là chúng ta áp dụng những công thức mà nó tương đối là đơn giản ở cái phần nguyên tắc chung. Bây giờ ta sẽ đi vào cụ thể một cái bài toán yêu cầu đòi hỏi chúng ta tính toán cụ thể hơn. Đó là bài số 2. Một máy phát điện mà phần cảm gồm có 2 cặp cực và phần ứng gồm có 2 cuộn dây mắc nối tiếp nhau. Suất động hiệu dụng là 220 V và tần số là 50 Hz. À, máy phát điện có suất động hiệu dụng là 220 V,
tần số là 50 Hz. À, thế thầy có thể tóm tắt như này: E bằng 220 V, tần số F mà máy phát ra là 50 Hz, số cặp cực N sẽ bằng là 2, à số cặp cực ta ký hiệu là P chứ, sẽ bằng 2, và số cuộn dây mà mắc nối tiếp nó lại là 2. À, thế thì có thể ký hiệu là cái N1, tức là số cặp cuộn dây mắc nối tiếp là 2. Thế yêu cầu thứ nhất, người ta hỏi vậy tốc độ quay của rotor là bao nhiêu? Người ta hỏi omega, tốc độ quay của rotor là bao nhiêu? Mình có thể tính omega, mình cũng có thể tính là gì? N. À, số vòng quay được trong 1 phút. Vậy thầy áp dụng công thức: tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát điện một pha phát ra F được tính thế nào nhỉ? N nhân với lại P chia cho 60. F cho rồi, P biết rồi. À, vậy suy ra thầy tính được là cái số vòng quay trong 1 phút N sẽ bằng 60F mà chia cho P. À, như vậy 60 nhân với 50 mà chia cho 2, chúng ta được là 1500 đơn vị là vòng trên phút. À, như vậy yêu cầu đầu tiên đã được giải quyết, đó là tốc độ quay của rotor. Yêu cầu thứ hai, tính số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng, biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mV. À, thế thì câu hỏi như thế này, tức là nhá, đây là số cuộn dây mắc nối tiếp là 2 cuộn mà lại sinh ra cái vận động là 220 V. À, vậy thì có thể nói là E của cuộn 1, vận động của cuộn 1 bằng vận động của cuộn 2. Mà chúng ta biết là các cái cuộn mắc nối tiếp với nhau thì vận động bằng tổng của hai vận động thành phần, đúng không? À, thế thì E1 bằng E2 sẽ bằng gì nhỉ? E trên 2. Như vậy vận động hiệu dụng của một cuộn nó sẽ là gì nhỉ? 110 V thôi. Thế bây giờ người ta mới hỏi, người ta cho biết là này, cái B mà nhân với S của một cuộn dây ấy, đấy chính là cái giá trị cực đại của từ thông trên một vòng dây, nó là 5 mV. Thế thì mV cũng không phải đơn vị trong SI, chúng ta đổi ra cho thầy thành 5 nhân với lại 10 mũ trừ 3 V. Người ta mới hỏi xem là vậy thì N1 bằng bao nhiêu, tức là trong mỗi một cái cuộn dây của cái phần ứng ấy, có bao nhiêu vòng dây. Thế thầy lại áp dụng công thức, đó là gì nhỉ? Tương tự như bên kia, ta có là E1 sẽ bằng là, ở đây chú ý nhé, nó sẽ là cái omega này này, omega ứng với cái N này này, mà N ở đây là 1500 vòng trên phút. Vậy đổi ra dây cho thầy, cái này mà chia cho 60 thì chỉ có 25. Như vậy nó sẽ là omega này nhân với N1 này nhân B này nhân S này, thì cái này thầy gọi là phi không đi. Đó, phi không chia cho căn 2. Thế mà phi không thì đề bài cho mình rồi, omega thì ta cũng lại tính được. Vậy thì thầy rút ra được là cái N1 này sẽ bằng là căn 2 của E1 mà chia cho cái gì đây nhỉ? Căn 2 của E1 chia cho omega nhân với phi không. Để thầy thay số nhé. Căn 2 mà nhân với 110 chia omega. Omega ở đây nhớ là nó liên quan đến cái N, vì nó là tốc độ quay của cái rotor cơ mà, chứ không phải là nó bằng 2PF đâu nhé. Bạn nào đừng có nhầm lẫn là lại lấy 2PF mà bằng omega là sai nhé. Thì đây nó sẽ là 25 vòng trên dây, vậy tức là 50 pi radian trên dây, nhân với cái này là 5 nhân với 10 mũ trừ 3. Thì thay số vào, chúng ta sẽ được cái N1 này nó xấp xỉ là 198 vòng.
Như vậy chúng ta đã tính toán được cụ thể một cái bài toán về cái máy phát điện xoay chiều một pha cụ thể. Thì ta tính được đây, số vòng dây trên mỗi một cuộn dây của cái phần ứng phải là 198 vòng thì ta mới thu được cái số vận động là hiệu dụng là 220V. Và nhớ là cái số vận động 220V ấy, số vận động hiệu dụng ấy chính là cái số vận động mà chúng ta sử dụng hàng ngày ấy. Hiệu thế xoay chiều mà chúng ta sử dụng hàng ngày giá trị ổn định là 220V. Chúng ta sang bài số 3. Một cuộn dây có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 300 cm², được đặt trong từ trường đều, có cảm ứng từ B bằng 1,5 x 10 mũ trừ 2 Tesla. Cuộn dây có thể quay quanh trục đối xứng của nó và vuông góc với từ trường. Khi tốc độ góc bằng omega thì người ta thấy là số vận động cực đại trong cuộn dây là 7,1V. Yêu cầu của đề bài đặt ra như thế này: tính số điện động trong cuộn dây ở thời điểm T bằng 0,01 giây kể từ lúc mà nó có vị trí vuông góc với từ trường. Cuộn dây vuông góc với từ trường, tức là cảm ứng từ B như thế nào nhỉ? Hợp với pháp tuyến N góc bao nhiêu? 0 độ. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được cái vị trí ở thời điểm mà T nó bằng 0,01 thì cái pha, hay là nói chính xác hơn là cái góc hợp bởi giữa pháp tuyến N và vector B là bao nhiêu. Đây có thể viết như sau. Như vậy N bằng 200 vòng, S bằng 300 cm². Thay đổi ra thành 3 x 10 mũ trừ 2 mét vuông. B của mình bằng là 1,5 x 10 mũ trừ 2 Tesla. Cái E0 đề bài nó lại cho là 7,1V. Cái pha ban đầu phi đấy, tức là khung dây mà vuông góc với cảm ứng từ, mà chúng ta biết là vector pháp tuyến của khung là vuông góc mặt bằng khung. Thế nó hợp với B một góc là 0 độ. Như vậy cái pha ban đầu chính là 0. Thế thì bây giờ thầy mới tính nhé. Đầu tiên thầy sẽ phải tính cái omega xem nó bằng bao nhiêu. Thế để tính omega thầy dựa vào công thức E0 liên hệ với omega, với N, với B, với S như thế nào. Thì áp dụng công thức E0 bằng là omega nhân N nhân B nhân với lại S. Vậy thì thầy rút ra được là cái omega sẽ bằng là E0 mà chia cho N nhân B nhân với S. Thay số thầy được là 7,1 chia cho N 200, chia cho B 1,5 x 10 mũ trừ 2 và chia cho S 3 nhân với lại 10 mũ 3 nhân với lại 10 mũ trừ 2. Thì cuối cùng mình thu được cái omega bao nhiêu nhỉ? 710/9. Đơn vị thì hiển nhiên là chúng ta biết là ở đây nó là radian trên dây rồi. Có thể viết ra đỡ quên. Thế nhưng mục tiêu của mình là tính xem là tại thời điểm T bằng 0,01 giây thì E của mình bằng bao nhiêu. Thế chúng ta lại thấy như này, lại có biểu thức của số vận động cảm ứng thì nó bằng cái gì nhỉ? Chính bằng là E0 sin của omega T cộng với phi trong trường hợp tổng quát. Thế ở đây phi thầy đã xác định được bằng 0 rồi, omega thì tính được rồi. Vậy nó bằng 7,1 sin của 710/9 nhân với lại T. Thế bây giờ để tính cái E cảm ứng tại thời điểm T bằng 0,01 khó hay dễ? Rất là dễ, tại chỉ việc thay vào biểu thức này là xong, đúng không? Do đó khi T bằng 0,01 giây chúng ta dễ dàng suy ra được E cảm ứng bằng 7,1 nhân sin của
710 mà nhân 0,01 thành 7,1 trên 9. Và bấm máy tính ra thì chúng ta sẽ thu được e cảm ứng này, nó xấp xỉ bằng 5V. Thế thì qua cái bài số 2 và bài số 3 vừa rồi, chúng ta đã được đi nghiên cứu một cái bài toán mà liên quan đến máy phát điện xoay chiều một pha cụ thể. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu đến một cái cụ thể hơn nữa, tức là xét xem là máy phát điện xoay chiều một pha nhưng mà sử dụng trong thực tế, tức là ví dụ như là trong nhà máy thủy điện thì tính toán người ta có thể hỏi mình những cái thông số như thế nào. Ta sang bài số 4. Một trạm thủy điện nhỏ, ở đây để cho đơn giản người ta xét cái trạm thủy điện nhỏ, ví dụ như là cái máy phát điện mà dân tộc người ta dùng ấy, đấy tức là dùng cho một vài hộ gia đình thôi. Hoạt động nhờ thác nước cao là 4m và lưu lượng dòng chảy là 0,96 m khối trên phút, tương đối chậm. Tuabin có hiệu suất làm việc là 80% và làm quay một cái máy phát điện có hiệu suất H2 bằng 90%. Cho biết phần cảm là một nam châm có 10 cặp cực và quay với tần số là 5 vòng trên giây. Hiệu điện thế và cường độ mạch ngoài người ta cho biết thu được là 120V và cường độ là 4,8A. Cho G bằng 10m trên giây bình, khối lượng riêng của nước là 1.000 kg trên mét khối. Yêu cầu đầu tiên của bài toán này: A. Tính công suất máy cung cấp cho mạch ngoài. Tức là với cái máy phát điện mà sử dụng cái nguồn nước như thế thì sẽ cung cấp cho mạch ngoài được một cái công suất là bao nhiêu, chúng ta phải đi tính. Như vậy thế để tóm tắt như sau: thác nước cao 4m, lưu lượng nước chảy thì thầy có thể ký hiệu là Q nhỏ, 0,96 mét khối trên phút. Thế nếu chúng ta cần thiết chúng ta đổi ra mét khối trên giây đi để cho nó ra đơn vị trong SI thì nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 0,96 mà chia cho 60 thì nó là 0,016 mét khối trên giây. Để lát nữa chúng ta thay luôn tiện. Cái thác nước này làm quay tua bin và hiệu suất của tua bin, tức là nó chuyển hóa gì nhỉ? Động năng của nước thành động năng quay của tua bin chỉ có 80% thôi. 80% có thể mình viết thành 0,8 cũng được. Và cái tua bin này được gắn đồng trục với một cái máy phát điện xoay chiều một pha. Nhưng mà hiệu suất của máy phát điện này không được 100% mà nó chỉ là 90%. Như vậy là H2 nó lại bằng 90%. Và số cặp cực ở đây P nó bằng 10. Và cái tốc độ quay của nó N sẽ bằng là 5 vòng trên giây. Ở đây câu A, tính công suất của máy điện này cung cấp được P điện bằng bao nhiêu. Thế thì chúng ta lại phải nhớ lại một cái kiến thức chung về cái hiệu suất. Hiệu suất bao giờ cũng được tính bằng năng lượng có ích trên năng lượng toàn phần hoặc công suất có ích trên công suất toàn phần. Vậy ở đây, đối với tuabin H1 này, tức là 80% năng lượng của cái nước ở độ cao H, tức là thế năng của nước được chuyển hóa thành động năng của tuabin. Sau đó thì động năng của tuabin được chuyển hóa thành năng lượng điện với hiệu suất bao nhiêu phần trăm? 90%. Vậy thì công suất điện cuối cùng thu được sẽ phải tính như này. Công suất điện thu được sẽ bằng là đầu tiên là công suất của thác nước. Đấy, công suất của thác nước. Công suất của thác nước sẽ tính thế nào? Chính bằng là thế năng mà của một cái lượng nước mà chảy xuống trong một giây của thác nước này. Và thế năng thì tính theo công thức nào nhỉ? M nhân G nhân với lại độ cao H.
nhân với hiệu suất đầu tiên là của tuabin là H1. Sau đấy lại nhân tiếp với hiệu suất mà của cái máy phát điện là H2. Thế cụ thể hóa này, công suất của thác tính thế nào? Thì thầy có thể thay là cái lưu lượng của thác Q nhân với lại khối lượng riêng rho. Lưu lượng này mà nhân với lại khối lượng riêng thì sẽ ra cái gì? Khối lượng của nó trong một giây. Nhân với lại G, nhân với H, rồi nhân H1 và nhân H2. Ở đây có cả rồi. Q chúng ta thay bằng là 0,016 mét khối trên giây. Còn khối lượng riêng của nước đề bài cho rồi ấy, rho nó sẽ bằng là 1.000 kg trên mét khối. Còn G thì đề bài lấy là 10. Và thay số ra thì công suất điện mà nó cung cấp nó chỉ vào khoảng là 460,8 W. Thế liên hệ thực tế một chút. Với cái công suất điện này, chúng ta có thể sử dụng được mấy cái bóng. Ví dụ như là dùng bóng bóng tuýp 40W chẳng hạn, thì ta có thể sử dụng được 10 cái, đúng không? Đấy thì nếu mà dân tộc thì tính trung bình ở mỗi nhà có độ 2 cái chẳng hạn, thì có thể 5 nhà có thể sử dụng được với một cái máy phát thủy điện đơn giản như thế này. Thế bây giờ yêu cầu thứ hai của bài toán như sau. Mạch ngoài được coi như là điện trở thuần nối tiếp với cuộn cảm L. Hãy tính R và L. Thế câu B người ta mới hỏi. Ở trên người ta đã cho là hiệu điện thế U bằng 120V rồi. Y đã cho là bằng 4,8A rồi. Đúng không nào? Bây giờ hỏi R và L. Thì để tính được R và L, tức là ta coi như là R và L nối tiếp với nhau, thì mình lại áp dụng công thức điện lợi ôm cho gọi là toàn mạch. Thì ta có là Y, áp dụng công thức Y bằng U trên Z. Thế thì thầy rút ra được cái Z bằng gì? U trên Y. U của chúng ta là 120 mà chia cho 4,8 thì được mấy nào? 25. Ôm lại có công suất của cái máy điện này thì tính thế nào? Công suất của máy điện này kiến thức chúng ta đã học ở cái chuyên đề 6 rồi, thì có thể tính bằng Y bình nhân với lại R. Y có rồi, P điện có rồi, thì chúng ta dễ dàng rút ra được R sẽ bằng là công suất điện chia cho Y bình, và tính ra thì R ở đây nó bằng 20 ohm. Và có R 20 ohm rồi thì lại thay vào cái Z này. Z thì lại bằng là căn của R bình cộng với ZL bình. Do đó ở đây thầy rút ra được ZL. Và có ZL thì thầy lại rút ra được là L. Và kết quả thu được chúng ta sẽ tính được là 0,048 Henry. Như vậy chúng ta đã vừa xét xong loạt các bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều một pha. Nó cũng là kết thúc cái chủ đề 1 của mình. Thế thì về nhà chúng ta tiếp tục luyện tập các bài tập trắc nghiệm mà thầy cho ở phần chủ đề 1 này. Xin chào các em.